Bữa nay coi chừng em bị người ta xa lánh đó nghe Thành. Không có xa lánh đâu. Anh coi đi, lát nữa đồng bọn em kéo ra đông lắm. Ăn này thiệt á. Cái gì nó cũng nói ra trơn rồi. Ăn hết trơn rồi. Nói vậy ta nói mình quỷ quyệt sao. Mưu đồ đồ sao. Đi về Ali, đi về, đi về. Nghe nó nói cái là quýnh lên. Đi về. Chưa cái gì hết trơn. Nghe người ta làm một cái là quýnh lên à. Anh Giang anh đang nói thì anh xin anh chảy nước miếng. Anh xin anh chảy nước miếng, em chỉ anh chùi. Ê ê ê ê ê con nhỏ kia. Chảy nước miếng. Là sao ở đâu mà tự nhiên tố tôi vậy trời. Anh ho xong nước miếng anh nó chảy xuống em kêu anh chùi đi em không nghe. Chuyện nó con mình tôi thì kệ bà tôi chứ sao quan tâm tới tôi làm gì. Ủa, em biết sao chảy nước chảy. Miếng luôn á. Ông thấy anh ăn á. Đi đâu vậy anh? Con thương mẹ, con thương mẹ. Vô mẹ, chỗ ngồi mẹ. Mẹ qua đời khi cậu vừa lên nôi. Mẹ ngồi đó đi. Mẹ chết cho mấy con vừa lòng. Đừng có làm mấy trò xấu mặt đó nữa nha mẹ. Tao ho một mình tao mày thấy nó vạch mặt tao không? Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón Trường Giang Trấn Thành. Bữa nay anh em mình về cùng một tụ đi Giang. Vậy? Bởi vì mình sọc sọc, mình đơn giản á. Còn trời bên kia báo. Mạnh thú. Hổ báo trường mẫu giáo. Cho chơi riêng đi. Hổ báo cho về rừng nha. Bên đó nãy giờ mới xuất hiện nó cũng rần rần, cũng xôm tụ lắm. Hôm nay có đồng bọn của người ta nữa nha. À chú Tể. Chú Tể à, mà cái gì mới có cái lý do. Em không muốn nói nhiều. Tại vì Thành ơi em chưa bao giờ nói ít hết trơn á Thành. Em không có lý do gì để mà tự nhiên mà dện một cái áo mà bông như thế này. Rồi nói là em lạc loài so với hai cái bánh da lợn kia. Trời em ơi, thà sọc rau câu còn hơn bông giả. Bông này bông sao giả được tươi như thế này. Bông giả làm sao mà thu hút được con hổ này. Thôi kệ, cọp beo hổ báo gì bữa nay coi chừng em bị người ta xa lánh đó nghe Thành. Không có xa lánh đâu, anh coi đi, lát nữa đồng bọn em kéo ra đông lắm. Để coi coi lát hội còn muôn thú từ rừng nào tràn về nữa. Nghe. Bữa nay là hứa hẹn là sợ. Như quý vị vừa rồi cũng đã chứng kiến đúng không? Trước khi hai bạn này xuất hiện thì cũng đã có một cái màn mà tứ ca ngẫu nhiên. À, trong đó chủ nhà của tụi tôi đây Trấn Thành cũng tràn vào hát chung với mấy em đó. Cái lý do gì vậy? Cái lý do gì mà thành lập cái nhóm tứ ca ngẫu nhiên này? Dạ. Trong một phút ngẫu hứng nào đó à? Dạ, mình có ngẫu hứng không anh hay mình tính toán gì ta? Ngẫu hứng thôi, cứ nói vậy cho người ta thương. Tính gì thì mình biết. Cái thằng này thiệt á. Cái gì nó cũng nói ra trơn rồi. Ăn hết trơn rồi. Nói vậy ta nói mình quỷ quyệt sao. Mưu đồ đồ sao. Sao nhảy không anh? Cái nhóm em ai cũng hiền hết trơn. Mắt còn dày không à. Đó, thật ra anh thấy nhóm em không có cái miệng nào vừa hết trơn trời. Anh muốn hỏi gì? Anh hỏi vậy đó. Nhắm trả lời được trả lời. Đây cái mặt anh gian xảo vậy xin. Anh đâu có gian xảo bằng mấy đứa kẻ chân mày đậm như em. Không biết chân mày em đậm sao chứ. Đây với đó đi theo chung chỗ đó. Đi theo chung chỗ hả? Nghe nói câu bằng nè, bốn bạn nhóm này là chân mày như nhau hết nha. À đó. Ê. 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 Quýnh lộn không? Bằng sao? Tao chọn đó. Ê cái anh gì? Anh chọn à? Li. Không, em phải coi hết, em mới chọn. Chưa, anh li, li. Vậy mà. Ờ, à, vậy đi hả? Ha, mình công bằng nha. Như vậy có nghĩa là các okay. Bạn vẫn không chắc chắn lắm về bạn này đúng không? Li. Biết sao không? Mình mà coi hết nhiều khi mình trễ hơn người ta. Cái gì mà li. Mày hát vậy? Li. Thật là hay. Biết sao không? Hồi nãy cô bé số 1 mình nói cái cảm nhận về cái sự mà trắng trẻo mà dễ thương. Gì á? Miếng quá. Rồi sao bữa nay tôi giống như là đi chợ bà Chiểu vậy? Còn bớt chậu búa anh lại mẹ gia đình mình mẹ coi chỉ kìa. Thưa quý vị không gì, muốn gì chúc nhân đang muốn chọn một con số. Ê, muốn gì em chọn đầu tiên. Ê, muốn em gì chọn đứa em đó. Chọn trước Ali. Li chọn đi. Ali em chọn một. Đi về đi về Ali đi về nghe nó nói cái là quýnh lên. Đi về chưa cái gì hết trơn. Nghe người ta làm một cái là quýnh lên à. Khoan nó nghe nè, bộ tháng 7 giật cô hồn hả?
cái gì mà tràn lên đây nè nè nè, có mâm trái cây nè, nhảy lên giật. Ali đã vừa mới công bố một cái điều là chọn số 1. Đúng rồi, rồi đúng rồi, tôi cũng có nghe luôn. Rồi, vậy là đúng nhân hiện tại là mất quyền chọn rồi đó. Và số 1 là bây giờ mình không được đụng tới. Đó là sự lựa chọn của em. Chưa, chưa. Không, không, Ali không nghe rõ ràng. Đã phóng lên như một cơn gió. Ok, ok. Ali, nếu như em còn lưỡng lự thì anh cho một cơ hội em suy nghĩ lại. Em mày nó ngu quá kìa. Thôi kệ đi, dạ không, gì nó em... chịu. Cái gì? Em quen bạn này lắm, cho nên là em nghĩ là nè, khoan, Ly, lát em hát bài gì? Ly, thật là hay. Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói. Bài điều tra chưa nói. Anh Trấn Thành viết, dạ. Đi hết dòng đi em. Nè, nếu em hát bài đó thì nữ hơi cao nha. Không, mình sẽ chuyển xuống, tại vì em hát cái tông nó cũng hơi cao á. Tông phi giới tính anh, cho nên là em nghĩ là tông phi giới tính, lần đầu tiên trong âm nhạc tôi mới nghe có cái tông phi giới tính. Để có mấy cái nốt mà thì mấy cái đó là con trai đâu có ai hát đâu, có mình em à. Ừ, mình mày à. Không, à bên kia nữa, bên kia được. Cũng có một giọng. Thôi được rồi. Mẹ thấy chưa? Tiếp em... tục đi, tôi hiền lắm, đừng có moi con người thiệt tôi ra. Trời ơi. Ê khoan đã, bây giờ mình kêu thằng này với kia ra chỗ khác nói chuyện rồi mình làm chương trình được không? Thiệt á, tự nhiên. Hai đứa sao vậy? Bạn muốn gì? Bây giờ bạn cuối cùng bạn nói đi. Trong hai đứa con gái thì bạn chọn ai? Gái gì? Lộn. Gái. Còn đứa nữa. Kìa. Đồng bạn kia. Trời ơi trời, bây giờ ba đi vậy, thôi mấy mẹ kìa. Thôi tao lại mày. Ô trình độ đó hả trời. Chưa được nữa hả? Thì bây giờ em chứng minh nha. Sao ở nhà thông minh lắm mà Ly. Ờ thì nhỏ kêu ở nhà thông minh quá, sao trên đây ở nhà anh hay dạy dỗ bạn mà. Em đó qua đứa ở chung nhà hả? Dạ không, với lại em hay qua ở ké. Nhưng mà chắc xong chương trình này là qua nhà Trung hay là qua nhà Nhân gì đó, chứ không còn qua nhà em nữa cậu đâu. Cậu nói cho rõ, cậu hay qua nhà con tôi ở ké. Dạ. Rồi tại sao cậu tới đây cậu khen con nhỏ này? Bây giờ cậu muốn gì ở hai đứa con tôi? Em qua rồi em chán, chán. Chấm nước mắt theo nhịp. Chấm nước mắt theo nhịp. Ừ, đúng rồi đó. Hôm nay Trung nó giống mấy bà cô lớn tuổi ha. Trời, trời ơi. Chân mày của anh thì không giống một bà cô nào đâu. Em chỉ nói vậy thôi. Nha. Mệt quá à. Không, như cái nét tao sao giống mày được. Đủ tiếp về không? Nó làm cho nội bộ mình lục đục quá nè. Thằng này nó làm rối gia đình tôi quá. Hay bây giờ vậy, mình đếm 1, 2, 3. Mình nói cùng một lúc thử coi ai hay ai dở không. Rồi, ok. 1, 2, 3. Hai. Dở. Nhịp gì kỳ vậy em? Cái nhịp gì kỳ vậy? Mà nhịp sai mà còn ý kiến khác nữa mọi người. Mày muốn chậm nước mắt hay mày chậm máu nè? Trời ơi, đó thấy chưa? Bởi vì... cái mặt ra rồi. Bởi vì người ta không thuộc về gia đình của các bạn, người ta có quyền có ý kiến riêng. Sao nào các bạn? Bị phỏng tay trên rồi. Vì em chọn số 1. Vì em chọn số 1, số 1. Gì? Nó nghe nè, đáp đất đi em. Người ta chọn người không hay. Đang chọn người không hay, tao xách cái chân mày tao chém mày bây giờ. Trời đất ơi. Tập trung vô. Nhục nhã gia đình nè. Không có, tại vì cái lúc mà anh Giang ơi, đang nói. Chọn ai? Anh Giang anh đang nói thì anh xin anh chảy nước miếng. Anh xin anh chảy nước miếng, em chỉ anh chùi. Ali ơi. Ê, con nhỏ kia. Chảy nước miếng. Tại sao ở đâu mà tự nhiên tố tôi vậy trời? Anh ho xong nước miếng anh nó chảy xuống, em kêu anh chùi đi em không nghe. Nó con mình tôi thì kệ bà tôi chứ sao quan tâm tới tôi làm gì. Bữa nay chúng ta mới thấy có quá nhiều những cái điều không đẹp ở Trấn Thành. Mộng rồi miếng ghê quá. Em biết sao chảy nước miếng luôn á, ông thấy anh ăn á. Đi đâu vậy anh? Con thương mẹ, con thương mẹ. Vô chỗ ngồi mẹ. Mẹ qua đời khi cậu vừa lên nôi. Mẹ ngồi đó đi. Mẹ chết cho mấy con vừa lòng. Đừng có làm mấy trò xấu mặt đó nữa nha mẹ. Tao ho một mình tao, mày thấy nó dạch mặt tao không? Em cầm về là em trả tiền đó Trung. Tới chưa gì dành bạn người ta, xong rồi bây giờ còn... Dành cái bản nữa. Dành bạn rồi dành bản luôn. Trao đi mà. Rồi suối cho để người ta tốn tiền. Cứ trao đi. Một ta đi... nói đã. Nói đi. Trước mắt là em xin lỗi thầy. Tại vì... em bị nghe những cái điều không hay từ bên ngoài. Đổ thừa nữa. Bây giờ nhận chung với nhau đi. Ca sĩ mình không nên chợ búa như vậy. Dạ thôi cắt cái đoạn đó giùm em. Sao mà cắt được, cắt riêng để chạy quảng cáo á. Nói. Dạ em trước kia là em xin lỗi thầy. Tại vì
bản thân em bị sai khi mà em chọn thầy để mà hát ở một cái vòng như vậy. Rất là hy vọng là 2 triệu này sẽ đủ tiền xe, tiền make up với lại tiền quần áo của thầy đi lên đây. Dạ. Em làm như ai cũng make up đậm như em mà phải cần có cái tiền make up bù vô. Em nhìn em mới nói á. Dạ. Ủa vậy? Em nhìn em mới nói. Đồ Trưởng Thành có muốn hỏi thăm các bạn không? Chắc phải hỏi chứ anh, để cho Nhân nó có thêm thông tin. Chứ nãy em của em không có thời gian hỏi cái gì đâu nè. Anh còn coi tôi là em của anh nè. Để anh hỏi cho Nhân nha. Thời gian bắt đầu. Chính giữa. Mặt kìa. Hết giờ mẹ. À, hết giờ còn 2 giây quá. Để mẹ hỏi. Nó nói cứ vậy rồi cái nói đây hả? Hỏi 19 giây. Mẹ ơi 15 giây. Để mẹ. Chính giữa. Dạ. Em đó, anh hỏi em đó. Ok anh. Lẹ lên. Không mấy mẹ lẹ một chút. Trời ơi, bố đừng có khiêu mẹ. Mày làm bức tao hơn mấy giây nữa rồi đó. Trời ơi, mày nói đi. Hết giờ. Đó, nè, hỏi nè. Chính giữa. Nè em, anh nghe anh hỏi nha. Hồi nãy hết á. Hết giờ. Mẹ, mà không phải mẹ, tôi đánh mẹ rồi. Em muốn đánh thiệt luôn á. Anh muốn gì xin? Giờ tôi thua đủ với anh luôn nè. Hồi nãy tôi định hỏi được là do em chen vô. Không, anh lương lẹo quá, em muốn em nghỉ kỳ chơi quá. Nhưng mà nè, mẹ lên để mẹ ngồi đi. Em cũng đã nghe được giọng của hai bạn nam này rồi, đúng không? Thì giờ em đoán thôi, em lựa chọn đi. Anh Nhân, em có ý kiến. Nói. Em sẽ đưa góp ý cho anh. Thứ nhất nè, là ngày hôm nay á, thì rồi qua. Bây giờ á, đơn giản thôi. Bây giờ anh hỏi em nè, muốn hát hay hay là muốn hát vui? Vui đi anh. Không, khoan đã, em vẫn muốn nghe thằng Út nó nói cái gì. Nói. Quên. Trời ơi. Trời ơi, em bên đó nó cố tình nó đâm chọt cái nhà bên đây. Xin lỗi mấy chị, con cái em nó vô tri. Em nghĩ á, mà cái màu sắc có vẻ hợp với anh Trúc Nhân nhất, chắc chỉ có số 6 thôi. Riêng bạn số 6 là cứ hát thoải mái, đừng quan tâm nhạc đó là nhạc gì. Thì bạn nói bạn hát đa thể loại mà. Đúng, để bạn nói mà. Với lại em nghe cái âm tiết của bạn phát ra thì tại vì ngay từ cái lúc còn ba bạn thì em đã muốn chọn số 6 rồi. Rồi. Vậy thì giờ em quyết định là chị nói gì nữa? Số 6. Đêm nói như nói giờ bắt mưa. Ngày tình đã chết trong mùa đông dài. Ngày tình đã chết trong mùa đông dài. Qua đi cơn yêu đương đang cháy. Ngày tình đã hết hồi đi mưa đi. Giờ còn lại gì trong ngày giá buốt nhưng vừa đã khi yêu thương. Nay đã khổ khăn. Cho tim em hơi lạnh giá. Nó hát tôi tím tái mặt mày luôn á trời ơi. Thì đúng ý em rồi còn gì. Nhưng mà em không nghĩ tới mức độ này. Em muốn là hôm nay em sẽ được hát với một cái bạn hát vui, toại nguyện rồi. Mà cái này nó vượt tầm tưởng tượng của em. Xuống đây thở oxy nè. Xuống đi. Trời ơi. Nãy em nghe ai nói là thích những người hát đa thể loại. Em không phải chảnh đâu. Em không chảnh. Em đâu có quyền để chảnh bây giờ nữa. Chưa đâu. Mặt khó khăn riêng mình chạm mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói. Em tên là Cindy Đan Ngọc. Cái gì Ngọc? Dạ, Cindy Đan Ngọc. Cindy Lan Ngọc. Đan Ngọc. Dạ. Cindy Đan Ngọc. Rất may là cuối cùng chúng ta cũng có một cái bài kết chương trình ngày hôm nay rất là đẹp. Dạ. Vừa đẹp mà còn vừa hay nữa, đúng không? Còn một lý do nữa tôi chọn số 6 đó. Sao vậy? Vì tôi nhường spotlight cho em tôi. Trời ơi. Thua lại nói gì không được. Thua rồi mà. Nói gì. Thua là nói gì mà không được. Nhường ai mượn nhường. Không, tôi nói thiệt lòng là hôm nay là Trúc Nhân là cố tình chọn như vậy thật. Trúc Nhân nói là
Thôi em nói quyết định rồi. Không, nói thiệt thiệt. Đúng rồi. Tất cả mọi thứ phải là đúng kế hoạch không? Dạ đúng kế hoạch luôn. Dạ.